Hello, chào ông bà cô chú anh chị. Chiều nay gia đình mình ăn bánh tráng cuốn nha. Đây đây là bữa cơm chiều. Hôm nay trời ở ngoài hơi lạnh cho nên gia đình mẹ con mình không có đi ra ngoài quay phim. Ở nhà lục đục dọn dẹp nhà cửa. Rồi ông xã thì đi làm mới về tới cho nên mình ăn dinner. Đây chiều nay ăn bánh tráng cuốn. Ăn bánh tráng cuốn với cá hấp nhưng mà luộc ở trong tủ lạnh có được, còn được mấy con tôm luộc tôm luôn. Rồi ăn món bánh tráng cuốn thì đáng lẽ là bún phải nhiều nhưng mà nhà mình buổi chiều ăn ít bún thôi. Rồi cuốn bánh tráng chủ yếu là ăn nhiều rau vô. Ăn nhiều rau, nhiều cá vô. Thằng nhỏ nó không có thích cá hấp cho nên chiên mấy miếng để cho nó cuốn. Rồi, bây giờ trên bàn đã đầy đủ ha. Cá hấp, Gì vậy con? Rau sống, bún, Con đổ gì vậy? nước, những bánh Con tráng, đổ có bún bánh tráng. Bây giờ còn cái món đặc biệt quan trọng mà nè. không có món này là cái món bánh tráng cuốn sẽ không ngon. Đó là nước mắm. Ông xã mình đang làm. Nước mắm là phải chờ đầu bếp đi làm về làm. Tại vì Anna nấu ăn là chỉ có cái món nước mắm là Anna làm dở lắm. Anna làm cái món nước mắm chấm là rất là dở cho nên phải chờ chờ đầu bếp đó, Bếp đang đang làm dở cái tô đâu? nước mắm mà ông đầu bếp này ông về ông phải đâm thêm tỏi để vô coi nè, coi làm tô nước mắm là nhìn thấy không có thèm gì hết trơn. Ông xã về phải chỉnh lại á, ông xã về chỉnh lại tô nước mắm nè. Làm gì làm mà sao làm nước mắm làm dở quá, làm hoài không được ngon, không biết tại sao nữa. Cái phần là phần đùi gà rửa để sạch sẽ sẵn đi, ăn cơm chiều xong rồi sẽ ướp. Chưa biết làm món gì đây Xong rồi. à, nếu mà nấu nước lèo á, nấu nước lèo thì ngày mai nấu bánh canh ăn, còn không có nấu nước lèo á thì làm tiếp đùi gà chiên nước mắm. Mà cái này phải chặt nhỏ ra rồi. Em kêu con trai cái này phải chặt nhỏ ra rồi, cái đùi gà này hơi bự. Muốn ăn dạng chiên nước mắm như cánh gà phải chặt nhỏ ra nữa. Rồi chuẩn bị ăn. Con nói cái chiên đi qua con nó lọt vô con của nè. con luôn. Cá hấp hành cho gừng. nó thì cho hỏi con nói con làm thôi, cho có nói gì nữa đâu. Cá salmon bắt tự nhiên đó. Trust you. Còn này là tôm, này là cá salmon chiên. Đây cá salmon bắt tự nhiên luôn. Thấy cái dĩa rau mới thèm nè. Ăn này là nhờ rau với nước mắm thôi. Ngon không em? Ở chợ Costco á, bán cá thịt thịt đỏ này ngộ lắm. Cá bắt tự nhiên á, thì 12 đồng 99 một phao nha. Mà cá nuôi 11 đồng 99 một phao rồi. Gia đình xin mời ông bà cô chú anh chị đi nha. Mùa đông ở ngoài lạnh lẽo ha. Ở trong nhà có bữa cơm gia đình ăn món gì cũng ngon hết trơn á. Gia đình được quây quần trên bàn cơm ăn chung gì là món gì cũng ngon hết. Giá này mà có hai mua hả? Giá nhìn ra là mập bất thường liền ha. Mập dễ sợ. Mập là mập bất thường. Mập bất thường hả? Giá mình làm ăn xong món này chắc đi thay đồ quá nó nhiễu con chết thì sao. Cảm ơn là cá nuôi hả? Có bắt tự nhiên á, bắt tự nhiên hả? Cho nên nó không béo á, nó không có béo ngậy. Đó là cá nuôi nè. Wow, có. Mà anh biết không, giữa cá nuôi với cá bắt tự nhiên trên lại có 1 đồng bạc, cho nên mua cá bắt tự nhiên ăn. Cá bắt tự nhiên 12 đồng 99 phao, còn cá nuôi 11 đồng 99 phao. Cái mùa này, cái mùa cá bắt tự nhiên nó có cá chắc mùa lạnh đó. Mà đúng là chợ Costco nó bán gì cũng rẻ hơn người ta chứ, nó thật sự á. Nhưng mà Việt Nam giờ có mặt cho rồi. Con nước mắm mình làm được không?
Được. Sư phụ mà. Sư phụ mà. Sư phụ làm nước mắm mà. Em mà mỗi lần ăn món gì mà cần tới nước mắm tỏi ớt á là em phải chờ anh về mới có ăn. Bì bún chay á. Ừ, hồi đó ở cái Nhung á, mỗi lần mà ra bà bỉ qua mà kêu bì bún á, lâu lâu mà có mấy ngày rằm á, bà bán bì bún chay á, ngon lắm anh. Mà thiệt, dân miền Tây mà, dân miền Tây thì thích ăn ngọt. Mà bây giờ mình qua đây mình ở lâu á, mình ăn đây là thật á, mình mới thấy là hồi xưa bì bún chay mà. Mình mới thấy hồi xưa á, tại sao mà cái món gì cũng ngon, tại vì làm nêm đường dữ lắm luôn á. Thì hết là hoài cái gì? Nước mắm cũng đường nhiều ha, ngọt ngay ha. Rồi củ sắn xào cũng nêm đường ha. Cái gì cũng nêm đường hết trơn, ăn cũng ngọt 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 á. Rồi chả giò cũng ngọt nữa. Cho nên nó người nhất là người miền Tây, nó miền Tây, người miền Tây thích ăn ngọt lắm. Rồi món gì cũng có. Thích xúc ba khoai. Nhỏ nó giặt lộn với cái cuốn gỏi cuốn của nó thấy mệt thiệt á. Tao có cái idea. Idea gì? Con có cái idea để thêm cái dâm này. Con ăn cuốn có dán vô ăn nó giòn giòn cái miệng ha. Nó ngon. Cái này what's you what mình đông là. Cái tôm hùm em nhớ có ăn tôm hùm em. Mỹ nó làm cái món tôm hùm gì lạ quá. Là nguyên một cái thay mà cao lên như này tròn như này. Nó bỏ đá đẫm á. Rồi nó xắt con tôm hùm lần hai, nguyên con. Rồi nó xếp được đồng dọc như này, xếp được đồng dọc như này. Xếp là nước đá. Ăn lạnh nha. Chắc có mình khúc theo không? Giống như đồn cầu reo vậy đó, đồn cầu reo ăn tôm sống đó, không phải sống. Giống như nó làm chín rồi mà mình nhìn có vẻ giống như sống vậy, tại vì nó tươi quá làm sao á. Không biết. Chấm cái tê sốt đó. Sau đó ăn chơi dần dần vậy, sau đó không mới cho mình coi là cái món chính của mình. Sau đó khóc thiêu vậy. Cái gặp mình sao mới đúng. Khóc thiêu. Cha mẹ sinh ra bên Việt Nam không có gặp đuổi. Con dạy cho mẹ. Cái đó cắt thu vi. Nó sai. Nó sai hả? Dạ, nó gây đuổi. Ghi rơi hả? Dạ. Nó cắt thu vi hoài. Sửa cha mẹ được là giỏi rồi. Con sửa cha mẹ là con dạy cha mẹ đọc tiếng Mỹ giỏi hơn đó. Dạ. Yêu. Thả miệng ra. Em nửa con cộng em. Cái thằng bé này nè. Nó càng lớn nó càng thay đổi. Em nhớ rồi đó, hồi lúc nó còn khoảng 5 số tuổi đó. Nấu mấy cái món hủ tiếu, cháo rồi đó. Để giá, để hành, để mẹ vô nó đâu có nói đâu. Mà bây giờ để gì vô nó cũng ăn, nó thay đổi quá. Từ lúc nó đi học á, là nó thay đổi á. Nhưng càng lớn, càng chén em. Thế đó con nhỏ không biết. Không phải. Con không ăn cái đó, trong đó có chôm có cả cho mười. Còn cái ăn bác còn chả ốm nhờ ốm nhách, con không đủ chất. Là con không thông minh đó. Con còn cái chôm này, con bác. Ăn cái cuốn này, hồi cái nó rớt cái phần. Ôi trời. Ở Việt Nam á, bữa cơm chiều đối với mọi người thì bình thường. Chứ ở bên Mỹ á, có nhiều gia đình muốn có được bữa cơm chiều với nhau á, rất là hiếm hoi. Có khi khó khăn lắm á, bị mỗi người mỗi cái thời khóa biểu khác nhau. Cho nên khó có cái giờ chung để mà ngồi xuống ăn dinner với nhau. Cho nên những giờ phút mà ăn cơm gia đình này nè, rất là quý. Cái này à, đừng làm vậy, cái bánh tráng nó bị mềm hết đó con.
Nó mềm nhèo hết trơn, ăn gì? Ăn bốn cuốn nãy giờ chắc cả bốn cuốn, ba cuốn, bốn cuốn gì quên rồi mà thấy hơi no no rồi đó. Thăm, no, biết no gì không? Thăm thường nhìn nó xẹp no xuống. No hơi á, rau nhiều quá rồi mình cuốn đủ thứ ăn nó no hơi đó. Thấy thăm thường nhìn nó xẹp xuống. Nãy nó lạnh bệnh. Quên thủ quý. Nó miếng cơm. Cho nên đắt qua anh phải cuốn với gừng, em mới hấp hành gừng đó. Nó lạnh bụng ăn ra nhiều cho nên phải cuốn gừng vô nữa. Bây giờ chắc mình xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị quá. Tại vì ăn nãy giờ thấy cái bàn bắt đầu messy rồi đó. Ok, gia đình Anna xin cảm ơn bà cô chú anh chị nha. Chúc ông bà cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú anh chị.